Rồi chọn hai object. Rồi ghép chuột lên. Em chọn cái phần trăm y này và phần trăm quy. Đó thì bên đây nó sẽ hiện ra cái đóng đây. Đó, đóng đây. À, thì sẽ nói luôn ha. Làm bên tay trái mà cái phần mặt stress này, nó là địa chỉ tâm lý, địa chỉ để mà liên với các cái mỏ ra mỏ vô ha bên ngoài. Còn bên này nó có một địa chỉ RAM nữa. RAM này là bộ nhớ bên trong. Thì cái địa chỉ này này, cái vùng này nó gọi là bút bớt. Địa chỉ bút bớt. Nếu mà em dùng truyền thông mà một Schneider thì em sẽ đi phần trăm M1 thì nó sẽ hiểu phần trăm M1 là gì. Nhưng mà nếu mà em dùng cái truyền thông mà bốt mà nó công nghiệp ấy thì em đi phần trăm M1 nó hiểu. Bởi vì phần trăm M1 chỉ có Schneider nó hiểu. Còn nếu mà em dùng truyền thông công nghiệp bốt bốt công nghiệp thì em phải sử dụng cái trong mở mặt đơ này là không ít à số không là cái mạng đầu tiên là cái nước là gì đó thì sinh học ít này chính là cái địa chỉ đó ít này cụ thể thì sẽ ghi ra thì cái này xíu thì sao luôn em sẽ tự sao nó phải là thôi. Thế bây giờ em có định vị của hai ta sẽ lấy cái mạng đầu tiên là start, cái đầu tiên sẽ là start. Rồi, cái tiếp theo cái quy là sản motor. Ghi chữ motor. Rồi, cái 1.3 nó là start. Rồi, như vậy là em ghi là start motor và stop. Khi làm một cái ví dụ đơn giản thì start stop motor. Khi ta có mở đâu rồi? Hả? Ta phải đang mở đâu, mở đâu. Object hay object hả? Đi là trước đó thì vô. I object. Rồi. Vậy là xong, vậy là có thể vậy là xong. Start này. Motor và stop thì khóa khác nhé. Thế nhé. Start và stop là input. À, là y của nhà pin. Còn motor là bỏ ra output. Cho nên nó là cái thằng quy. Cái này này. Và cái cũng lưu ý các em luôn là cả cái phần trăm M1 này, phần trăm M1 và phần trăm quy 1.3.1 thì hai cái địa chỉ này thực ra là nó có lưu một giá trị nha. Hai địa chỉ này khác nhau nhưng mà nó lưu một giá trị, đó chính là cái trạng thái của motor. Cho nên nếu mà sau này mà em có sử dụng các cái phần trăm M thì phải lưu ý là đừng bao giờ sử dụng cái nó đã dùng rồi. Thì tất cả những cái phần trăm M mà nó có đang trôi thì em thấy là phần trăm M1 này, phần trăm M2 này, vân vân. Thì những cái mà nó đến ở đây đó, có nghĩa là nó đã dùng rồi. Và sau đây nếu mà em có dùng phần trăm M để em làm lưu trưởng giá trị riêng là hạn thì không được dùng lại cái này. Em dùng lại nó không có lỗi hết, nhưng mà trong nhiều logic của em sẽ bị sai. Mà cái sai này thì như em mới lại đầu làm là chỉ mất thời gian để mình sửa nó. Cho nên lưu ý các em là sau này nếu mà dùng cái phần trăm M thì bắt đầu từ 100 trở lên để trả nhất 100 trở lên là nó sẽ không bị dùng. Rồi sau khi mà em làm mình thấy xong rồi ấy, ra ngoài cái làm đấy nha, nó còn có thể là bộ đen làm này, đó là những cái bộ này à, có thể bộ đen làm rồi. Rồi bây giờ thì bộ đen làm tiếp. Bây giờ mình sẽ có một cái biến để mà lưu cái tốc độ của motor. Và cái đặt cái biến này là speed nha. Và cái nhiều điều đó không phải là đúng nữa mà nó sẽ là ví dụ như thế này, kiểu nó là kiểu vuông nha, kiểu nó là kiểu vuông à, kiểu vuông nó có nhiều kiểu lắm nha. Em có thể chẳng thấy nó có nhiều kiểu, rất nhiều kiểu. Nhưng ở đây thì sẽ là kiểu vuông và cái địa chỉ của nó sẽ là phần trăm m VF1 đây. Phần trăm M VF. Như vậy M là phụ nhiều M và VF là 1 nha. Và số 1 là vị trí số 1.
rồi để làm thế nào để mà giảm dòng số giá trị mà tương ứng có ví dụ đặc lý là số này nó sẽ lên cái giá trị mô đun ADC đó bộ nhưng bây giờ mình có thì tại sao làm cái simulation rồi không công nghiệp đây thầy sẽ tạo một biến và lại simulation rồi cũng là vô tốt và xem thầy sẽ thay đổi giá trị này để giảm lọc là cái tốc độ nó thay đổi và cái địa chỉ của nó là phần trăm m v kép hai và nhân tiền là cái lưu ý chỗ này luôn trong sinh em mà em biết phần trăm m v kép một và phần trăm m v kép hai thì sao chung nhau à là bị chung cái phần trăm của cái làm gì bài gặp bài m gì bài phần trăm gì nếu mà trong sinh em mình biết phần trăm m v kép một và phần trăm m v kép hai thì nó sẽ chung cái gì gặp bài phần trăm m b b mấy b hai chứ b hai còn trong tiêu xin của Snyder là không có bởi vì Snyder nó gọi là alignment theo cái word tức là một ô đó đấy word hàng kia là một ô là bài rồi rồi xong như vậy là mình đã có hàng kia này rồi đúng không bây giờ em sẽ biết chương trình bây giờ cô thằng này nó hỗ trợ 5 cái loại ngôn ngữ chuẩn à hôm trước đó rồi ST là structure based là ngôn ngữ kiểu C ấy. Và IL là kiểu hợp ngữ instruction list FPD rồi SFC và Lander thì bây giờ mình không đi sâu vào này thì em sẽ cùng bắt đầu rồi còn lại và còn lại mình còn lại là nó đã tạo nên rồi và nhấp đến dòng thế thì chúng ta có thể thấy thì bây giờ mình sẽ biết một cái chương trình chương trình rất đơn giản thôi là start stop của tôi bây giờ em cái này đấy không trước thì chỉ vấn đúng không? Không trước làm rồi đúng không?
phim siêu em chọn chế độ là simulator. Simulator nhớ là trên đó phải chọn simulator và các cái khoản của anh là thêm cái địa chỉ